Cũng lại một cái tin nữa liên quan đến những cái đứa đứa nhỏ, nhưng mà cô này thì lớn hơn một chút, 16 tuổi rồi, teenager. Nhưng mà đây cảnh sát đưa ra cái câu chuyện này là để nhắc nhở phụ huynh phải xem lại cái cách mà con mình sử dụng cái mạng xã hội như thế nào. Thì cô gái này đó ở Cali, ở Montclair Cali, thì cô mới làm quen trên mạng với một cái anh chàng 24 tuổi, quen rồi hò hẹn, sao cuối cùng là cô này từ Cali bay qua New York để gặp cái anh chàng 24 tuổi đó. Thì khi cô đi như vậy, đương nhiên cô không có báo với lại ở gia đình, thì gia đình không có thấy cô. Thì trong vòng liên lạc với cô trong vòng thời gian bao lâu không thấy, thì là gia đình báo cảnh sát. Thì cảnh sát mới bắt đầu lần mò theo những cái số phone nào mà cô đã gọi, vân vân, thì gọi đến, cảnh sát điều tra gọi đến gặp ngay cái anh chàng mà đang ở bên New York. Ngọc Lan đang nói đến cái câu chuyện của một cô gái teenager 16 tuổi ở Rialto, chứ không phải là ở Montclair. Nãy Ngọc Lan đắc lộn cái địa điểm. Thì cô này đã quen một cái người đàn ông 24 tuổi qua mạng xã hội, sau đó thì cô mới bay từ ở Cali, ở nơi cô ở đó, Rialto, bay đến New York để gặp cái người đàn ông đó. Thì khi mà gia đình thấy cô tự nhiên mất tiêu như vậy thì báo cảnh sát, thì cảnh sát mới lần tìm theo, thì mới hiểu được cái chuyện gì nó đang xảy ra. Tức là cảnh sát gọi, cái người thám tử đó gọi vào cái số phone mà của cái được cho là của anh chàng kia. Thì khi mà cái cô thám tử này gọi đó, và cổ gọi xong rồi cổ xưng là cổ là cảnh sát, cổ đang tìm cái cô gái kia, thì anh chàng đó gạt máy, tắt máy. Thế là cô này cổ mới cô cảnh sát mới nhắn tin vào trong cái số phone đó. Nhưng mà cô nói là rất là ngạc nhiên đó, là khi mà cô nhắn tin vào trong cái số phone đó thì cô nhận được cái tin nhắn ngược trở lại, lại là của nạn nhân, tức là của cái cô gái kia, chứ không phải là của cái anh chàng đó. Thì cái tin nhắn mà cô cảnh sát này nhận lại được á, lại nói rằng là hãy giúp đỡ tôi, hãy giúp đỡ tôi, anh ta không có cho tôi về nhà, bây giờ tôi muốn về nhà rồi, hãy giúp tôi được về nhà. Xong rồi cô đó nói thêm rằng là đừng có trả lời lại cái tin nhắn này, bởi vì nếu không thì cô này sẽ gặp những cái chuyện Bất cái chắc. chuyện bất trắc đó. Thì thế là khi mà cô cảnh sát nhận được cái tin nhắn như vậy thì cô mới liên lạc liền với lại cảnh sát New York, đưa những cái thông tin như thế. Thì lúc đó thì cảnh sát New York mới lần theo, mới tìm ra được cái cô gái đó ở đâu. Họ không có nói chi tiết rằng là cái cách làm sao họ tìm ra được cô gái đó, chỉ biết rằng là cô bị giữ như vậy, là bị giống như là cái người ta cho là bắt cóc, khi mà cái người đó không có muốn thì họ đã đưa cô về nhà, trở về nhà từ hôm ngày lễ mẹ đó, Mother Day. Thì còn cái anh chàng đó thì bị cảnh sát bắt giữ với cái tội danh đó là bắt cóc trẻ vị thành niên. Nhưng mà qua cái tin này thì cảnh sát nói rằng là một lần nữa lên tiếng báo động với các phụ huynh nhớ nhắc nhở con em của mình khi mà lên trên những cái mạng xã hội rồi làm quen này kia đó, thì nó nhiều khi nó gặp những cái kẻ rất là nguy hiểm.